Coi những cái này. Em như này là nhìn lên nhấc tay là nó sẽ không lấy được mụn cho em rồi đó. Bên kia lấy cái lông đào đúng không? Đâu ít thì không không đâu đâu lắm đâu. Đúng. Người ta lấy cái khôi mà khô á chị. Mụn em mà tính ra nếu mà lấy khôi khô thì đâu có bao nhiêu mụn đâu. Đúng rồi, ít lắm chị. Ít lắm luôn á. Ít lắm. Tại vì mụn em toàn mụn chai không à. Chứ mụn ẩn đâu có mấy đâu mà. Người ta là mụn nào mà ta còn phải lấy cho nên ta mới hết được chứ. Trời, trời nó khô thì lấy thì bây giờ mới hết. Thà chỉ đau một lần còn hơn đau lâu dài đúng không? Đừng có ngoại nha. Làm chuẩn bị quá bà nội. Thì ai biết nó không đau đâu. Người ta về nãy giờ rồi. Có tâm dễ sợ. Người ta về nãy giờ rồi giờ mới nhớ. Giờ mới sực nhớ. Chứ nhớ là chậm xíu nhưng mà nhớ đúng. Rất là lâu. Ủa lần trước em cũng làm à? Không, lần trước. Đi. Sao em biết? Nghe không hứa. Từ từ mình đến à, đau quá chị. Trời ơi, chị đang đâm kim vàng bảy một phát thì thôi đó. Cố lên thằng Long à. Ôm chắc bao nhiêu này. Trời ơi. Không. Bỏ ra đâu có lấy được đâu. Em tin chịu lại, em tin cách vậy.
chị đâu cần em tin đâu. Em phải tin khách chịu đựng được chứ chị thì em tin chị Hoài sẽ lấy được. Ủa con như cái thằng nó biết làm sao vậy. Thì chứng như là xong rồi chị đi nha Như ơi. Ủa chị khiếu nại cái gì anh ti, ví dụ giao chưa gọi mà trả hàng chưa? Mất dạy ghê nhỉ. Lúc nó hoàn vén là không gọi điện cho chị à? Không, lúc nào đi hết. Tạm biệt thằng được. Mất dạy ghê. Này, không bụng này. Nói chung là về sức tức nó sẽ gom lên cái đầu mụn cái trắng kệ nó nha. Tại mụn em mụn trái không à? Yeah.